Những ngày gần đây, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng nóng nên nhiệt tăng nhanh. Dù mới chỉ vào đầu mùa hè, nhưng nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt ở mức rất cao, có nơi vượt mốc 41 độ C như Phú Yên, Sơn La 41,6 độ C vào ngày 1 tháng 4, Vinh, Nghệ An 40,2 độ C, Hà Tĩnh 40,5 độ C. Với những người lao động phải mưu sinh nhiều giờ liền ngoài trời, họ cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi chuyển giao sang thời tiết nắng gắt. Quê hắn hôm nay đến rất là sớm, mà nắng đầu mùa mà hôm nay đã là 37 độ. Từ sáng đến bây giờ mà mệt còn không ăn được vì thời tiết nó quá nóng, oi bức nhiều. Mới có tháng 2 mà nắng như là kiểu tháng 4, tháng 5 rồi. Cho nên là cái thời tiết này nó rất là mệt mỏi, ốm về cái thời tiết này. Mấy hôm nọ thì thấy lạnh nhưng mà bắt đầu từ mấy hôm nay thì thời tiết bắt đầu cảm thấy nóng nực. Đi đường thì cảm thấy là nó da nó hơi rát, thể nó bị hao nước. Nếu mà có cơn mưa thì càng tốt, càng mưa thì càng mát để nó hạ nhiệt đi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong 2 ngày tới, nắng nóng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 4 tháng 4, khu vực Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ C. Theo đại diện cơ quan khí tượng, không loại trừ khả năng thời gian tới có thể ghi nhận thêm những giá trị nhiệt độ kỷ lục. Mùa nắng nóng sớm ở khu vực Bắc Bộ thì khu vực Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là chúng tôi dự báo là trong vòng tháng 4, tháng 5 và cũng sẽ có các khả năng xảy ra các cái nhiệt độ cao kỷ lục trong tháng 4 và tháng 5 ở khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ. Trước đó, trong các đợt nắng nóng vào tháng 3 năm 2024, một số trạm đã ghi nhận được nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử. Như ngày 5 tháng 3 năm 2024, Hà Tĩnh 39,4 độ C vượt kỷ lục 38,5 độ C vào năm 2023. Ngày 31 tháng 3 năm 2024, Đô Lương Nghệ An 39,2 độ C, vượt kỷ lục 38,6 độ C vào năm 2023. Mai Châu Hòa Bình 39,2 độ C, vượt kỷ lục 39,0 độ C vào năm 2015.